thời đại hiện nay, các cô nàng streamer có muôn vàng mánh khóe, chiêu trò để thu hút khán giả. Từ việc lựa chọn các trang phục hở hang, khoe da thịt cho tới những màn vũ điệu cực kỳ gợi cảm và nóng bỏng, tất cả đều được sử dụng với mục đích tăng thêm lượng người theo dõi, đi kèm với sự nổi tiếng và cải thiện trong thu nhập. Nhưng đôi khi, chính điều này đã tạo nên một hiệu ứng xấu, tới mức mà nhiều người thậm chí trở nên rất dị ứng với hai chữ tai nạn và lộ hàng trong giới streamer và chẳng thiếu những trường hợp dù là vô tình, nhưng cũng đã phải nhận án phạt đầy nghiêm khắc, điển hình như cô nàng Henian dưới đây. Henian, cô nàng sư khi mờ được yêu mến nhờ vẻ ngoài trong sáng, thánh thiện. Bình thường vốn cũng chẳng phải cái tên thuộc trường phái kín đáo, thế nhưng dù gì thì Henian vẫn luôn tuân thủ rất triệt để các quy tắc của nền tảng mà cô đang phát sóng. Tuy cũng có ý đồ khi mặc các trang phục có phần hơi gợi cảm, theo trọn vẹn được vòng một siêu đẹp của mình, Thế nhưng cô nàng streamer xinh đẹp cũng rất chú ý tới hình tượng trong sáng của mình và chưa từng có một phút hay sơ căng đang lùng sùng phản cảm nào trước đó. Nhưng đấy cũng chỉ là câu chuyện trong quá khứ mà thôi. Vì mới đây nhất, Henian đã vừa tự hủy hoại chính hình ảnh bấy lâu nay của mình, thường xuyên lên sóng với những trang phục không quá hở hang. Nhưng cô nàng cũng rất biết cách khoe vòng một nóng bỏng của mình. Theo đó, trong lần lên sóng mới nhất, Henian vẫn rất ý tứ khi mặc một bộ đồ công sở khá thanh lịch. Chỉ có điều, dường như chiếc váy có phần hơi ngắn quá thì phải. Để rồi trong một khoảnh khắc đứng lên không cố ý, nữ streamer bất ngờ để lộ nội y bên dưới của mình. Mặc dù diễn biến chỉ kéo dài chưa tới một giây, nhưng cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của không ít người xem dù rằng Henian cũng đã rất nhanh tay kéo váy xuống. Và tất nhiên, một án phạt cấm kênh mang tính cảnh cáo đã được dành cho Henian bất chấp những nỗ lực kêu hoang của nữ streamer xinh đẹp. Khoảnh khắc tai nạn đầy đáng tiếc của cô nàng streamer xinh đẹp. Mà cũng phải thừa nhận rằng cô nàng streamer này có phần đen đuổi thật, khi rõ ràng, mạng, lộ hàng này xứng đáng được coi là tai nạn không cố ý, nhưng biết làm sao được, khi mà ở thời điểm hiện tại danh giới giữa vô tình và cố ý cũng rất mong manh và Henian có lẽ cũng chỉ biết câm lặng, khóc thầm mà thôi. Ảnh, Internet